Dọc tuyến quốc lộ 24, đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum những ngày này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra từng đoàn xe máy mang biển số của tỉnh Quảng Ngãi nối đuôi nhau chạy trên đường. Trên xe của ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc. Điểm đến của họ là huyện Đắc Hà, thủ phủ cà phê của tỉnh Kon Tum, để chờ các chủ vườn đến thuê để hái cà phê. Ở dưới nhà không có việc làm, không có làm gì. Và đây là mình đã đi nhiều lần chưa? Chị, họ thì đi như làng, còn chị năm nay chắc 2 năm chứ mấy. Mùa thu hoạch cà phê ở huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 12 dương lịch hàng năm. Đây cũng là thời điểm mà đông đảo lao động ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi, đổ về đây làm nghề hái phê thuê. Công việc của người dân thường bắt đầu từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Họ hái khoán cho chủ vườn với giá 90 đến 100 nghìn đồng trên tạ cà phê tươi. Trung bình một người có thể kiếm được khoảng 300 nghìn đến 500 nghìn đồng trên ngày. Theo chia sẻ của người dân, đây là khoản thu nhập tương đối cao so với ở quê hương và đủ để trang trải cho cuộc sống những lúc nhàn rỗi. Thì lên đây thì cũng rất là hoan nghênh hái cà, thì cũng hơi khó khăn. Thì lên Kon Tum đây thì hái cà, thì hái cà vụ này cũng được mùa. Thì anh em bà con miền Trung, thì dân tộc ở đây cũng rất là cảm ơn các hái cà đây, thì cũng có tiền để mà về thu nhập trong gia đình. Toàn tỉnh Kon Tum hiện đang có hơn 25.000 hecta cà phê, trong đó huyện Đắc Hà chiếm 45% diện tích toàn tỉnh. Khi cà phê bước vào vụ thu hoạch rộ thì mỗi hecta cần 40 đến 50 người hái, trong khi lao động tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 40%. Chính vì vậy, sự có mặt của lực lượng lao động ngoại tỉnh đã giúp cho các nhà vườn thu hoạch cà phê kịp thời vụ, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ví dụ vườn nhà tôi là thường năng suất khoảng chừng 30 đến 34 tấn một năm. Thì với cái khả năng năng suất bà con thu hái một nhân công thì chỉ hái một ngày được khoảng 3 tạ đến 3 tạ rưỡi, thì nhân lên thì một năm tôi phải sử dụng khoảng chừng 100 đến 120 nhân công lao động. Thì tự thân gia đình hoặc là lực lượng lao động địa phương thì rất là khó khăn. Nhưng rất may mắn là có cái lực lượng bà con từ các địa phương lân cận về là thu hái nên là rất là tốt. Đây là một cái sự phối hợp như người dân làm cà phê, chúng tôi cảm thấy là rất là tốt. Cơ quan chuyên môn thứ nhất là chỉ đạo ủy ban nhân các xã rà soát cái nhu cầu sản lượng, cái tổng cái diện tích mà có nhu cầu cần phải lượng tên lao động để thu hái trong cái vụ cà phê năm 2023, và trên cơ sở đó rà soát nhu cầu một số xã có tỷ lệ diện tích cà phê ít và nhu cầu của người dân có đi để thu hái để tạo thu nhập cho người dân ở trên địa bàn. Trên cơ sở đó kết nối những xã có diện tích nhiều và những xã có diện tích ít, và kết nối những người có nhu cầu thuê lao động, thì kết nối đặc biệt là ưu tiên cho lực lượng lao động ở tại địa bàn. Trên cơ sở đó kết nối để người dân trong việc thu hái. Theo chia sẻ của các lao động tỉnh Quảng Ngãi, sau kết thúc công việc hái cà phê tại các khu vườn ở tỉnh Kon Tum thì họ lại tiếp tục di cư xuống các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Hành trình mưu sinh của họ ở mảnh đất Tây Nguyên kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí kéo dài đến hết mùa cà phê, mang theo niềm hy vọng từ một cái Tết đủ đầy.